dịp năm mới năm Kỷ Hợi, Vong Live TV xin chúc khán giả dồi dào sức khỏe. Điệp, con này không phải, tại em đợi anh Quốc nói nhiều hơn. Hết rồi, mỗi đứa chung một câu. Con này. Vong Live Đức Chinh. Rồi. Thôi lại, làm lại. Okay, làm lại. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi, Vong Live TV xin chúc khán giả dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vào như nước. Hãy theo dõi kênh Vong Live TV của tụi mình nha. Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi, Vong Live TV chúc mừng năm mới.